Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 46. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: cổng của hành lang trong ngó về phía đông sẽ đóng luôn trong 6 ngày làm việc, nhưng ngày Sa-bát thì sẽ mở và ngày trăng mới cũng sẽ mở. Vua sẽ đến nơi đó do cổng nhà ngoài và đứng gần trụ cổng, trong khi các thầy tế lễ sắm của lễ thiêu và của lễ thụ ân. Vua sẽ lại trên ngạch hiên cửa rồi bước ra, và cửa sẽ không đóng lại trước khi chiều tối. Những ngày Sa-bát và ngày trăng mới, dân sự của đất sẽ thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va nơi lối vào hiên cửa ấy. Của lễ thiêu mà vua sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va nơi ngày Sa-bát là 6 con chiên con không tỳ vít và 1 con chiên đực không tỳ vít. Của lễ chay sẽ là 1 ê-pha theo con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua muốn dâng chi tùy sức, và mỗi ê-pha đều 1 hin dầu. Ngày trăng mới, vua sẽ sắm 1 con bò đực tơ không tỳ vít, 6 con chiên con và 1 con chiên đực cũng phải cho không tỳ vít. Về của lễ chay, vua sẽ sắm 1 ê-pha theo con bò đực, 1 ê-pha theo con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua dâng chi tùy sức, và mỗi ê-pha đều 1 hin dầu. Khi vua vào thì do đường thuộc về nhà ngoài của cổng mà qua, và cũng sẽ ra theo đường ấy. Khi dân sự của đất vào đặng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va nơi kỳ lễ, thì hễ kẻ nào vào bởi đường cổng phía bắc mà thờ lại sẽ ra bởi đường cổng phía nam, còn kẻ nào vào bởi đường cổng phía nam sẽ ra bởi đường cổng phía bắc. Không được trở ra bởi đường cổng mà mình đã vào, nhưng phải ra thẳng trước mặt mình. Vua sẽ vào cùng với dân sự một lúc, và khi ai nấy ra thì chính vua cũng ra. Trong các kỳ lễ và các ngày lễ trọng thể, của lễ chay sẽ là 1 ê-pha theo con bò đực, 1 ê-pha theo con chiên đực. Và về các chiên con thì vua muốn dâng chi tùy sức, mỗi 1 ê-pha đều 1 hin dầu. Khi vua sắm cho Đức Giê-hô-va 1 của lễ lạc hiến, của lễ thiêu hoặc của lễ thù ân, thì sẽ mở cổng hướng đông cho người, và người khá sắm của lễ thiêu mình và những của lễ thù ân mình như người sắm các của lễ ấy trong ngày Sa-bát. Đoạn người trở lui, và khi đã ra rồi, khá đóng cổng lại. Mỗi ngày người khá sắm cho Đức Giê-hô-va 1 con chiên con giáp năm không tỳ vít vào mỗi buổi mai. Mỗi buổi mai người khá sắm theo chiên con 1/6 ê-pha với 1/3 hin dầu để hòa bột làm của lễ chay. Của lễ chay dâng cho Đức Giê-hô-va hàng ngày theo lệ luật đời đời. Hết thảy những buổi mai, người ta sẽ sắm chiên con của lễ chay và dầu làm của lễ thiêu mãi mãi. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: khi vua lấy vật chi mà ban cho một trong các con trai mình, thì vật ấy sẽ thuộc về các con trai người làm gia tài. Ấy là thuộc về chúng nó bởi quyền ăn gia tài. Nhưng nếu vua lấy vật chi của sản nghiệp mình mà ban cho một trong các đầy tớ mình, thì vật ấy sẽ thuộc về kẻ đầy tớ cho đến năm phóng mọi, rồi thì vật ấy trở về vua. Cơ nghiệp của vua thì phải thuộc về các con trai người. Vua chớ lấy chi hết về gia tài của dân mà đuổi chúng nó khỏi cơ nghiệp chúng nó. Vua sẽ lấy của riêng mình mà ban cho các con trai mình làm cơ nghiệp, hầu cho dân ta ai nấy không bị tan lạc khỏi cơ nghiệp mình. Rồi đó, người dẫn ta do lối vào kề bên cổng mà dắt ta vào các phòng thánh của các thầy tế lễ hướng về phía bắc. Và này, có một chỗ ở trong nơi sâu về phía tây. Người bảo ta rằng đó là nơi các thầy tế lễ nấu những của lễ chuộc tội và chuộc sự mắc lỗi, và hấp những của lễ chay, hầu cho không đem ra nơi hành lang ngoài để cho dân nên thánh.
Đoạn người đem ta ra nơi hành lang ngoài và đem ta qua gần bốn góc hành lang. Này, mỗi góc hành lang có một cái sân. Nơi bốn góc hành lang có những sân bao lấy, dài 40 cu đê và rộng 30 cu đê. Hết thảy bốn sân đều dài rộng bằng nhau trong cả bốn góc. Có một cái tường bao lấy bốn cái sân ấy, và chung quanh dưới chân tường có những chỗ để nấu. Người bảo ta rằng, đây là những nhà bếp, là nơi những kẻ làm việc trong nhà nấu thịt tế của dân sự. Chương 47. Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà. Và này, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông, vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông. Và này, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1000 cu đê. Người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo 1000 nữa, bây giờ là một con sông, ta không lội qua được, vì nước đã lên phải đập bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua. Bây giờ người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những kẻ đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy. Từ En-Gedi cho đến En-Elaim sẽ là một nơi để giăng lưới. Những cá trong đó có đủ thứ và rất nhiều, cũng như ở trong biển lớn. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt, mà bỏ làm đất muối. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia, sẽ sinh đủ thứ cây có trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sinh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này là giới hạn của cõi đất mà các ngươi sẽ chia cho 12 chi phái Israel làm sản nghiệp. Joseph sẽ có hai phần. Các ngươi sẽ được nó mà chia nhau làm sản nghiệp. Vì ta đã thề sẽ ban xứ này cho tổ phụ các ngươi, thì các ngươi sẽ được đất ấy làm kỹ phần. Này là giới hạn của đất. Về phía bắc, từ biển lớn, theo con đường Hết-lôn cho đến đường sang Sê-đáp, Ha-mát, Bê-rốt và Sip-ra-im, giữa bờ cõi Đa-mách và bờ cõi Ha-mát, Hát-xe, Hát-thi-côn trên bờ cõi Ha-vơ-ran. Ấy vậy, bờ cõi chạy dài từ biển đến Hát-sa-e-nôn, trên bờ cõi Đa-mách về phía bắc lấy Ha-mát làm giới hạn, ấy sẽ là phía bắc. Phía đông chạy dài giữa Ha-vơ-ran, Đa-mách, Ga-la-át và đất Israel dọc theo sông Giô-đanh. Các ngươi khá đo phần đất từ bờ cõi phía bắc cho đến biển phía đông, ấy sẽ là phía đông. Phía nam chạy từ Tha-ma cho đến sông Meriba tại Ca-đe, đến khe Ê-díp-tô cho đến biển lớn, ấy là phía nam. Phía tây sẽ là biển lớn, từ bờ cõi phía nam cho đến lối vào Hamat, ấy là phía tây.
các ngươi khá chia đất này cho nhau theo chi phái Israel. Các ngươi khá bắt thăm mà chia cho các ngươi và cho những người ngoại trú ngụ giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi chúng nó như là kẻ bổn tộc giữa con cái Israel. Chúng nó sẽ được sản nghiệp với các ngươi ở giữa chi phái Israel. Người ngoại sẽ trú ngụ trong chi phái nào thì các ngươi sẽ lấy sản nghiệp ở đó mà cấp cho nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 48. Này là tên các chi phái. Phần đất khởi từ phía cực bắc và chạy dài từ phía Hết-lôn cho đến đường vào Hamat và Hát-sa-ê-nôn, nơi bờ cõi Đa-mách hướng về phía bắc đến Hamat, từ phía đông đến phía tây, là phần đất thuộc về của Đan. Trên bờ cõi Đan, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của A-xe. Trên bờ cõi A-xe, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của Nephtali. Trên bờ cõi của Nephtali, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của Manasse. Trên bờ cõi của Manasse, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của Ephraim. Trên bờ cõi Ephraim, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của Ruben. Trên bờ cõi của Ruben, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của Judah. Trên bờ cõi của Judah, từ phía đông đến phía tây sẽ là phần mà các ngươi sẽ dâng. Phần ấy sẽ là 25.000 cần bề ngang và bề dài từ đông sang tây bằng mỗi một phần của các phần. Nơi thánh ta sẽ ở giữa phần ấy. Phần đất mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ có 25.000 cần bề dài và 10.000 cần bề ngang. Phần đất thánh ấy sẽ để cho các thầy tế lễ, sẽ có 25.000 cần về phía bắc, 10.000 cần bề ngang về phía tây, 10.000 cần bề ngang về phía đông. Về phía nam, 25.000 cần bề dài. Nơi thánh của Đức Giê-hô-va sẽ ở chính giữa. Phần đất ấy sẽ để cho các thầy tế lễ đã được biệt ra thánh, tức là cho các con trai của Sa-đốc, là những kẻ làm chức vụ ở nơi thánh ta không lầm lạc, trong khi con cái Israel cùng người Lê-vi đi lầm lạc. Chúng nó sẽ có một phần sẵn dành trong phần đã trích ra trên địa hạt, là phần rất thánh ở kề bờ cõi người Lê-vi, vì người Lê-vi sẽ choán phần dọc theo bờ cõi các thầy tế lễ. 25.000 cần bề dài và 10.000 bề ngang, nghĩa là cả bề dài 25.000 cần, bề ngang 10.000 cần. Phần ấy chúng nó sẽ không được bán, không được đổi, không được nhượng trái đầu mùa của đất cho người khác, vì nó đã biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Còn lại 5.000 cần bề ngang trên 25.000 cần bề dài thì sẽ là một nơi tục để làm thành phố, để làm nhà cửa và đất ngoại ô. Thành phố sẽ ở chính giữa. Này là tư vuông của nó. Phía bắc 4.500 cần, phía nam 4.500, phía đông 4.500, phía tây 4.500. Đất ngoại ô của thành phố về phía bắc sẽ có 250 cần, phía nam 250, phía đông 250 và phía tây 250. Còn như miếng đất thừa lại dọc theo phần đất thánh, bề dài là 10.000 cần phía đông và 10.000 cần phía tây, tức là bề dài của phần đất thánh ấy, thì hoa lợi nó sẽ dùng làm đồ ăn cho những kẻ làm việc trong thành. Những kẻ làm việc trong thành thuộc về hết thảy các chi phái Israel sẽ cày cấy phần đất ấy. Tổng cộng bề mặt của phần trích ra là 25.000 cần bề dài, 25.000 bề ngang. Các ngươi khá trích ra một góc tư của phần đất thánh ấy đặng làm địa phận thành phố. Phần còn lại sẽ thuộc về vua, ở về hai bên đất thánh đã trích ra và địa phận thành phố. Bề dài 25.000 cần của phần đất trích ra cho đến bờ cõi phía đông, và về phía tây bề dài 25.000 cần cho đến bờ cõi phía tây, dọc theo các phần của các chi phái. Ấy sẽ là phần của vua, và phần đất thánh đã trích ra cùng nơi thánh của nhà sẽ ở chính giữa. Như vậy thì phần của vua sẽ là cả một khoảng gồm giữa bờ cõi Giu-đa và bờ cõi Benjamin, trừ ra sản nghiệp của người Lê-vi và địa phận thành phố, còn thảy cả sẽ thuộc về vua.
Về phần các chi phái còn lại, từ đông đến tây, một phần cho Benjamin. Trên bờ cõi Benjamin từ đông đến tây, một phần cho Simeon. Trên bờ cõi Simeon từ đông đến tây, một phần cho Issachar. Trên bờ cõi Issachar từ đông đến tây, một phần cho Sabulon. Trên bờ cõi Sabulon từ đông đến tây, một phần cho Gác. Và trên bờ cõi Gác nơi phía nam, hướng về phía nam, bờ cõi chạy từ Thama đến sông Meriba ở Kade đến khe Egypto cho đến biển lớn. Ấy là đất mà các ngươi sẽ dùng cách bắt thăm chỉ định cho các chi phái Israel làm cơ nghiệp, và ấy sẽ là phần của chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Này là những lối ra của thành phố: về phía bắc 4.500 cần. Những cửa thành sẽ đổi tên của các chi phái Israel: phía bắc 3 cửa, cửa Ruben là 1, cửa Giu-đa là 1, cửa Lê-vi là 1. Phía đông 4.500 cần và 3 cửa, cửa Giô-sép là 1, cửa Benjamin là 1, cửa Đan là 1. Phía nam đo 4.500 cần và 3 cửa, cửa Simeon là 1, cửa Issachar là 1, cửa Sabulon là 1. Phía tây 4.500 cần và 3 cửa, cửa Gác là 1, cửa Ase là 1, cửa Nephtali là 1. Châu Vi Thành sẽ có 18.000 cần, và rày về sau tên thành sẽ là Đức Giê-hô-va ở đó. Chương 21. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cưỡi lên. Bây giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bọt câu. Ngài phán cùng họ rằng: có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hosanna con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: có. Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú hay sao? Đoạn Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm ở đó. Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói, thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi. Thì Ngài phán cùng cây vả rằng: mày chẳng khi nào sanh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ, nói rằng: cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng: hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.
Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi. Đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều. Nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp tim của dân bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Và họ bàn riêng với nhau như vậy. Nếu chúng ta đáp rằng bởi trên trời thì người sẽ nói với ta rằng: vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng bởi người ta thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho dân là đấng tiên tri. Vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng: chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng: người này là kẻ kế tự đây, hè, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng: người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Thi Thiên 101. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi, tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình, còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Mỗi buổi mai, tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.